Xin chào anh chị, em là Quyền Trang và hiện tại là em đang ở trên đường quốc lộ 50 thuộc về thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Thì trên mặt tiền quốc lộ 50 này nè, có một miếng đất đang bán, Quyền Trang sẽ quay cho anh chị mình xem nha. Thì ở đây là đường quốc lộ 50 ha anh chị. Đó, rồi trên mặt tiền đường này nè, có một miếng đất đang bán, thì trên miếng đất có căn nhà nha. Thì mình sẽ đo từ ở bên này nè, đi ngang qua, bề ngang là 5,5 m. 5,5 m là mình sẽ tới cái chỗ cục đá ngay chỗ này ha anh chị. Bề ngang là 5,5 m, chạy dài vô là 40 m. Đây anh chị xem nè, nhà này thì bán đất thì mình sẽ có nhà luôn ha anh chị, nói chung là bán hết cho anh chị. Nhưng mà cái nhà này thì nó có phạm qua bên hàng xóm, cho nên là khi anh chị mua thì mình phải dỡ cái nhà đi ha. Thì bề ngang là 5,5 m, thì ở ngay chỗ này mình có nè anh chị thấy không? Cái lằn ở đây nè, thì bề ngang cái này là bên hàng xóm nha anh chị. Thì từ ở bên này nè, mình đi đo ngang qua là 5,5 m, chạy dài xuống là 40. 40 thì mình sẽ chạy dài xuống tuốt ở dưới luôn ha. Đây em sẽ đi xuống dưới này luôn cho anh chị mình xem. Thì bán á, là trên mặt tiền quốc lộ 50 thuộc về thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Đây là phạm vi của xã Yên Luông ha anh chị. Xã Yên Luông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Với ủa huyện Gò Công hả? Ủa sao nãy nhưng mà nó lên thị xã rồi mà. Nhưng mà chỗ này lên thị xã rồi. Em hỏi hàng xóm ơi, hồi nãy anh chủ mới nói mà. Chạy đi hỏi đi ông nội. Hả? Thị xã Gò Công ông nội. Thiệt tình luôn à. Hồi nãy trong sổ của mình á anh chị, sổ này á là còn sổ chung, trong sổ á thì ghi là huyện Gò Công thôi, nhưng mà hiện tại thì ở đây á, khi mà bán cho anh chị á, là mình sẽ đo đạc và mình sẽ tách thửa lại. Thì trong sổ của mình á là xã huyện Gò Công thôi, nhưng mà hiện tại cái khu vực ở đây là thuộc về xã Yên Luông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Và từ ở đây mà anh chị đi lại trung tâm của thị xã Gò Công á, thì khoảng tầm chừng 4 đến 5 cây số thôi là mình tới trung tâm của thị xã Gò Công rồi nha anh chị. Và thị xã Gò Công thì đang chuẩn bị để lên thành phố Gò Công luôn. Rồi chiều dài 40 m của mình thì sẽ tới ở cái khúc ở đây ha. Rồi mình sẽ tới cái khúc ở đây. Ngang là 5,5 m, chạy dài là 40 thì ngang là 5,5 m là ở ngay chỗ này nha. Ở ngay chỗ này từ ở đây nè anh chị, mình cứ đo ngang qua. Ngang là 5,5 m, dài là 40. Bán đất có 50 m² thổ cư luôn, giá là 1,950 tỷ. Bên hàng xóm mình có cái trại heo nè anh chị, nhưng mà hình như cái trại bên này á, là hết chăn nuôi heo rồi. Cái trại bên kia thì không, hình như có hay sao ấy, nhưng mà có điều á, là Quyền Trang không có nghe mùi nha anh chị. Em mà nhìn qua em không thấy cái này là em không nghĩ tới là chăn nuôi heo ở đây luôn á, tại vì không có nghe mùi gì hết luôn. Đấy, mũi em rất là thích nha, không có ngạt mũi đâu nha. À có mấy con heo bên bển đó hả? À không, chị không thấy. Mắt bị cận. Vậy là có nuôi mấy con heo bên kia nha anh chị, nhưng mà Quyền Trang không có nghe mùi gì hết luôn á. Đây thì ở đây là bán đất nha anh chị, tặng nhà. Nhưng mà cái nhà này á, khi anh chị mua về thì em nghĩ là phải dỡ nhà. Tại vì á, là ngang là 5,5 m, 5,5 m thì nó sẽ tới cái lằn ở ngay chỗ này thôi anh chị. Đây cái bên trên bậc thềm cao này là của về hàng xóm, cái ở dưới này là của mình. Thì anh chị thấy nè, cái bên nhà của mình á, là tại vì hồi xưa hai bên là anh em á anh chị, cho nên là em thấy là xây phạm qua. Thì anh chị thấy nè, có xây phạm qua một tí xíu ha. Đó. Thì bây giờ là 5,5 m cắt bán cho anh chị thì nó sẽ bị dư một cái khoảng ngay chút xíu ở ngay chỗ này nè. Nó bị dư một tí xíu qua hàng xóm nè. Cho nên nó là khi mà sang tên cho anh chị thì có thể là anh chị mình phải dỡ cái nhà này đi và mình xây lại một cái căn nhà khác ha. Đó, để mà mình cho rõ ràng ranh giới của mình với hàng xóm luôn, để mà không có tranh chấp về sau á. Thì em xin nhắc lại một lần nữa, đất của mình nằm trên mặt tiền đường quốc lộ 50, với bán cho anh chị là bề ngang là 5,5 m, chạy dài là 40, có 50 m² thổ cư, giấy tờ sổ hồng đầy đủ và chủ kêu với giá là 1,950 tỷ. Và giá này cũng là giá chốt của chủ ha, tại vì chủ gửi cho em á, là giá là 2,1 tỷ lận. Nhưng mà giá 2,1 tỷ nha anh chị, nhưng mà em thương lượng lại với chủ. Em cũng nói với chủ là bây giờ thì cũng bán đất thì cũng chậm á, cho nên là chủ cho em giá chốt luôn để em đăng lên. Thì hồi nãy giờ mà chủ còn tiếc á anh chị ơi, em không biết chủ có đổi ý hay không nữa. Nhưng mà em đã xin được rồi, giá là 1,950 tỷ ha. Thì có gì anh chị về xem thì mình có thể gặp chủ để mà mình thương lượng thêm.
Còn nếu không thương lượng được thì anh chị mua giá này cũng được, tại vì em thấy là vừa mặt tiền quốc lộ anh chị vừa xây nhà ở cũng được nè, mình vừa kinh doanh mua bán cũng được. Và ở cái khu này em thấy là kinh doanh mua bán rất là nhiều nha anh chị, tại em không có quay rõ thôi, chứ mà em thấy là bên hàng xóm á là người ta mở quán cà phê nè he, mở quán pizza nè, rồi em thấy là mở quán bán tạp hóa rất là to luôn, rồi mở quán nói chung là kinh doanh mua bán rất là nhiều ha anh chị. Và từ ở đây mà anh chị vô trung tâm thị xã Cây Lậy á thì khoảng tầm chừng 4 đến 5 cây thôi là mình tới rồi. Quên lộn, trung tâm thị xã Gò Công. Nhà mình sẽ nằm ở hướng Bắc ha. Đây anh chị xem nè, nhà mình nằm ở hướng Bắc. Mặt tiền quốc lộ 50 thì anh chị cứ yên tâm là dân cư hàng xóm rất là đông đúc luôn. Nhà trọ khách sạn nào cũng rất là nhiều nha. Đấy, và từ ở đây mà anh chị mình đi về trung tâm thị xã Cây Lậy thì chỉ có 4 đến 5 cây thôi. Đây, quên trung tâm thị xã Gò Công. Anh chị xem nè. Từ vị trí của Quyền Trang mà về thị xã Gò Công á anh chị, là mình chạy xe là 8 phút thôi, là 4,8 cây số ha. Nó là 4 đến 5 cây là mình sẽ vô tới trung tâm của thị xã Cây Lậy. Thì ở đây á là trong vòng khoảng tầm chừng 5 đến 10 phút. Ủa, sao em lại lộn hoài vậy ta? Trong vòng 5 đến 10 phút thôi là anh chị sẽ tới trung tâm của thị xã Gò Công. Có chợ, trường học, ủy ban, bệnh viện đầy đủ hết nha. Và từ ở đây nếu anh chị mình đi về bến xe miền Tây thì trung bình anh chị mình đi là khoảng 53 cây số. Ủa gần dữ vậy đó hả? Cũng 1 tiếng rưỡi ha. Từ ở đây mà anh chị mình đi về bến xe miền Tây nè anh chị, em thấy là chạy xe có 53 cây số thôi, nhưng mà mất 1 tiếng rưỡi luôn ha. 1 tiếng rưỡi nữa là sẽ về tới bến xe miền Tây. Và ở Gò Công á thì mình đang chuẩn bị lên thành phố Gò Công ha, cho nên là được thì anh chị mình mua căn nhà này sớm sớm, mình mua miếng đất này ha anh chị. Mua xong rồi về anh chị xây một cái trại nhỏ thôi cũng được, mình có thể kinh doanh mua bán nè, hoặc là mình để dành mình xây nhà, giá chỉ có 1.950.000 thôi. Đây rồi, thì có gì thì anh chị alo ngay cho Quyền Trang nha. Cảm ơn anh chị rất rất là nhiều ạ. Bye bye anh chị. Đây là ngoài mặt tiền quốc lộ 50 nha. Em quay vòng tròn quốc lộ 50 cho anh chị.